Xin chào tất cả các bác và các anh em. Buổi tối hôm nay thì em rất hào hứng cài đặt chiếc vang số của các bác ở trong thành phố Hồ Chí Minh gửi đến căn chỉnh. Đó là chiếc vang số Vatasa với model là V8 Pro. Thì bác này trước đây cũng đã mua chiếc vang số COT3 của em. Và bác ấy có động viên em bằng cái việc là nếu như bác này ưng ý thì bác có thể là thưởng thêm tiền. Và cái công cài đặt của em ở trên chiếc vang số này có khi là đến 1 triệu chiếc vang số này. Và em nghĩ rằng là em sẽ được thưởng ở trên chiếc vang số này. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái phương pháp căn chỉnh ở cái dòng vang số này thì nó tương đồng như là cái dòng MK9000 em đang bán, và cũng tương đồng với lại chiếc ST M9 của cái bác Hưng Yên gửi đến căn chỉnh, và cũng tương đồng với lại chiếc DB XS9900 Pro của cái bác thành phố Hồ Chí Minh hôm vừa rồi em mới căn chỉnh xong mấy ngày. Bác này thì bác ấy đã đặt em một chiếc vang số COT3, và bác ấy cũng khá hài lòng với lại chất âm ở trên chiếc vang số COT3 mà em đã bán cho bác này. Cho nên rằng là em khẳng định rằng là em sẽ được thưởng ở trên chiếc vang số này. Bởi vì tại sao? Bởi vì khi mà em bán cho bác này chiếc vang số COT3 thì em cũng đã hiểu được cái sở thích của bác này, đã hiểu được cái đặc tính của bộ dàn của bác này. Thì bác rất ưng ý với lại chiếc COT3, và bác ấy lại gửi tiếp tục ở chiếc vang số Vatasa V8 Pro cho em căn chỉnh. Thì chiếc vang số này thì nó rất là giống, có sự tương đồng về chất âm, tương đồng về phương pháp căn chỉnh với các cái dòng vang số như là DB, hay là AB, hay là của MK9000, hay là của chiếc vang số ST-M9 của cái bác Hưng Yên. Nó có những cái lý do mà em lại dám khẳng định như thế, bởi vì bác này bác ấy cũng đã dùng cái sản phẩm của em và chấp nhận được cái sản phẩm của em, đó là chiếc vang số T3. Thì có lẽ rằng là em cũng hiểu được rằng là bác này bác thích gì và cái đặc tính bộ dàn của bác này là như thế nào. Thì tí nữa em sẽ test thử các cái chế độ mà em cũng đã làm, gọi là sơ sơ. Chứ còn để mà làm có thưởng ấy thì nó không phải đơn giản, có thể phải rà soát kỹ hơn nữa, kỹ hơn nữa để mà có một cái chất âm mà nó hoàn hảo hơn nữa thì mới lĩnh được cái tiền thưởng của bác này. Thì em làm cho bác này gọi là tạm thời là 4 chế độ cuối nữa này: sáng, tối, nịnh giọng và dì vợt. Và tí nữa thì em sẽ gọi các chế độ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ra để các anh em xem được các cái cấu hình cũ như thế nào. Thế thì một vấn đề nữa là tại sao em lại khẳng định được rằng là em sẽ làm hay được trên chiếc vang số này? Bởi vì nó thông qua cái phản hồi của các bác và anh em. Đây là một chú em mà cũng đã gửi cho em chiếc vang số Siso VS350. Chiếc Siso VS350. Và hôm nay chú nhận được cái chú có cái phản hồi như thế này. Đây là chiếc vang số mà trước đây chú mua về mà chú cảm thấy rất thất vọng. Và chú gửi cho em cách đây mấy hôm mà em đã chia sẻ với các anh em về cái phương pháp xử lý về cái vấn đề oang ồn. Chú này chú nói chuyện rằng là cái súp ấy thì nó lẫn rất nhiều cái âm mic làm cho như vậy nghe rất khó chịu. Nghe rất khó chịu thì em đã chia sẻ với các anh em về cái phương pháp khi mà cài đặt chiếc vang số Siso VS350 hàng mới. Và chú ấy vừa mới có những cái phản hồi đối với em. Cái phản hồi vừa với buổi tối hôm nay đây. Cho nên rằng là một cái mà em dám khẳng định như thế. Đây là cái phản hồi của chú em này lúc đầu tối. Đầu tối khi nhận được chiếc vang số Siso VS350 em căn chỉnh lại. Các bác thấy là như thế nào? Thì em làm ấy, bán hàng và căn chỉnh cho các bác ấy phải dựa trên những cái phản hồi của bác anh em. Chứ không phải là cái việc mà như vậy là mình cứ nói hay nói tốt. Cái gì mình cũng nói hay nói tốt, cái gì mình cũng có thể là khoe khoang. Nhưng thực tế mà nói khi các bác anh em sử dụng, các bác anh em không hài lòng, thì tự dưng là mình làm mất uy tín của mình. Mình làm mất uy tín của mình. Cho nên em có cần gì phải là live stream, cần gì phải bán nhiều đâu. Nhưng mà dần dần các bác sẽ biết đến. Bởi vì là qua một người mà cảm nhận được nó hay, qua một người cảm nhận được nó hay thì như vậy là sẽ có nhiều anh em bạn bè sẽ đến với mình. Bởi vì hát karaoke ấy, thì nó là cái sự tụ họp, cái sự cảm nhận của nhiều người, và có nhiều người chấp nhận được thì mình sẽ càng ngày nó càng có uy tín, càng có cái giá trị của mình. Chứ còn đối với em không cần phải là quảng cáo nhiều, không cần phải live stream, không cần phải bán ô hạt làm gì. Mà sau này ấy, thì các bác tìm đến những người có kỹ thuật thì mình lúc bây giờ mình cũng dễ bán thôi.
Thì đây là MK em đang bán này. Thì chiếc vang số của cái bác ở trong thành phố Hồ Chí Minh là chiếc Vatasa V8 Pro thì nó cũng tương đồng như MK thôi. Nó mới như MK. Đấy là một cái đại diện cho một cái sản phẩm. Thế còn một một cái đại diện nữa là cái dòng X6 của bác Hà Nội đây. Đây là cái bác X6. Cái bác X6 mà bác này bác ấy đã gửi cho em chiếc vang số 1080M trước đấy. Trước đấy là bác ấy đã gửi cho em một chiếc 1080M. Và khi em căn chỉnh lại chiếc 1080M bác khá hài lòng. Nhưng mà đến hôm nay bác nhận được chiếc vang số X6. Đây là chiếc X6. Hôm nay bác nhận được chiếc vang số X6. Bác ấy có cái phản hồi như thế này. Đây là cái phản hồi. Đây là chiếc vang số X6 của cái bác Hà Nội mà đã trước đây đã gửi cho em chiếc 1080M. Và hôm vừa rồi thì có gửi cho em chiếc vang số X6 thì em cũng đã chia sẻ với anh em ấy. Đây là chiếc vang số X6 này. Đây chiếc X6 đây. Chiếc X6 của cái bác ở Hà Nội. Thế rồi một cái bác nhiều lắm, nhiều lúc là Zalo thì nó nhiều. Nhưng mà sáng nay thì cũng gọi đây. Đây chính bác này là cái bác mà gửi cho em chiếc vang số STM9 đây. Đây là bác gửi cho em chiếc STM9. Chiếc STM9 đây, đây là các chế độ em làm trên STM9 này. STM9. Đây bác này ở Hưng Yên, đây, ở Hưng Yên này. Ở Hưng Yên. Đầu tiên là bác gửi một chiếc STM9 STM9 đây. STM9. STM9. Đây. STM9 đây. Đây là chiếc STM9. Và tiếp tục là bác lại gửi cho một chiếc là đây. Chiếc STM9 đầu tiên là cái phản hồi của chiếc STM9. Đây là chiếc STM9 này. Sau khi nhận lại chiếc STM9 thì nó tương đồng với lại chiếc Vatasa V8 Pro. Tương đồng. Chiếc STM9 cũng màu ghi như này. Cũng màu ghi như chiếc Vatasa V8 Pro của bác Thành Phố Hồ Chí Minh. Và đây là cái phản hồi của bác ấy sau khi mà nhận lại chiếc vang số STM9. Và tiếp đến lại gửi cho một chiếc vang số M5. Lại gửi cho em một chiếc vang số M5. Và sáng nay, thì bác này bác ấy cũng có những cái phản hồi về chiếc vang số M5. Và chiếc vang số M5 này là làm hộ cho cái cậu em trai. Làm hộ cho cậu em trai. Tức là bác này gửi cho em là hai chiếc rồi. Hai chiếc rồi và sáng nay bác ấy có hỏi cậu em trai. Đây. Đây là bác này còn muốn gửi một chiếc xui nữa. Đây. Chiếc M5 đây. Đây là chiếc M5 em căn chỉnh bằng tay. Đây là chiếc M5 em căn chỉnh bằng tay cho cái bác mà trước đấy bạn đã gửi cho em chiếc vang số STM9. Tiếp tục gửi cho em chiếc vang số M5 và em cũng đã chia sẻ với anh em một cái cấu hình ở trên cái dòng vang số M5. Chiếc vang số M5. Phương pháp căn chỉnh thì nó cũng giống như là cái dòng của X56, X70 thôi. Và cái này là cài bằng tay, em cài bằng tay. Thế cho nên là một cái vấn đề là làm ấy thì phải thông qua cái phản hồi của các anh em. Và mình sau này ấy thì mình rất có nhiều việc để mà làm. Có thậm chí là bán hàng dễ mà có việc để mà làm. Chứ không phải là cái việc mà như vậy là mình làm mà nó cứ ào ào đi, nhập đại khái xong bắt đầu là về bán ào ào đi ấy, để mà lấy lãi ấy, thì không bao giờ mà giữ được lâu dài đâu. Tất nhiên là em thì cũng ngoài 50 rồi, chuẩn bị 54 rồi, làm được năm nào làm. Các bác thấy đây là một cái cấu hình đầu tiên này, đây này, cấu hình đầu tiên này, cấu hình đầu tiên. Thì ngay từ cái vấn đề ở cấu hình đầu tiên này ấy, thì ở trên cái dòng vang số DB, hay là AB, hay là MK, hay là nhiều dòng vang số khác ấy, một cái sai lầm lớn nhất là ở cái Capella Lay. Một cái sai lầm lớn nhất ở Capella Lay này các bác để với một cái thời gian Capella Lay đến 200, một kênh là 200 và một kênh là 208 như thế này. Thì làm sao mà dùng được? Làm sao mà dùng được? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9. Đấy là quyển số 1. Thì một cái dở nhất chưa nhìn các cái thông số khác. Còn nhiều mục ở trong cái phần hiệu ứng áp phích. Nhiều mục ở trong hiệu ứng áp phích.
Nhưng một cái đơn giản nhất là ở trong cái pre-alay này, đặt cái giá trị này đã là làm hỏng hết toàn bộ một chiếc vang số 2 rồi. Ngay cái pre-alay này đặt như thế này đã làm hỏng hết một chiếc vang số mười mấy triệu như thế này rồi. Cho nên rằng cái vấn đề effect nó mới là cái vấn đề quan trọng, chứ không phải là cái equalizer. Đây là equalizer này, các bác thấy không? À, tăng bát này, tăng bát. Đây là cấu hình số 1 này, phần main này, phần mic này, tăng bát. Còn trong phần effect ấy, thì cái pre-alay này nó đã giết chết chiếc vang số đấy rồi. Nó đã giết chết chiếc vang số mười mấy triệu rồi. À, đây là cấu hình số 2 này. Các bác sẽ thử nghe cấu hình số 2. Vẫn là cái pre-alay, em cũng giả soát qua rồi. Vẫn pre-alay 200, 215 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6. Như này làm sao hát được? Không thể hát được. Effect làm không tốt thì không thể hát được. Đây là cấu hình số 3 này. Cấu hình số 3 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9. Cho nên cái effect ấy, nó mới là quyết định, chứ không phải là equalizer. Cái 4 này, 4 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 6. Cấu hình số 5 này. Cho nên rằng là bản thân em ấy thì cũng nhiều tuổi rồi, làm được năm nào làm thôi. Còn anh em trẻ ấy, anh em mà đam mê về âm thanh, thích theo nghề vang số ấy, thì cần phải học hỏi và tích lũy. Cần phải học hỏi và tích lũy. Kinh nghiệm là cơ bản. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9. Một chiếc vang số mười mấy triệu mà chất âm như thế này thì các bác cũng có nghe được không? Cái số 6 này. Thử cái 6 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9. Nó nặng như thế này làm sao hát được? Đây các bác sẽ thử một cấu hình này. Cái sáng này, các bác sẽ thử cái sáng này. Nghe thử cái chất âm của cấu hình sáng này. Cái mic này vẫn để 20 nhá. Âm lượng mic bằng nhau này. Effect là 38 này, mic là 20 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 6. Tiếp đến là sẽ thử cấu hình số 2 này. Nó sẽ sáng âm hơn này. Cấu hình số 2 này sáng âm hơn này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 6, 1, 2, 6. Tiếp đến là cấu hình định giọng này. À đúng rồi, định giọng. Mình gọi sơ sơ 4 cấu hình. Còn sẽ làm cho bác này nhiều cấu hình khác nhau và sở thích bác này thích hát một cái chất âm chuyên nghiệp, ít vang nhại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6. Tiếp đến thử cho bác này một chất âm dì vọt nữa này. Cấu hình số 4 là dì vọt này. Dì vọt này. Bác này bác thích hát chất âm chuyên nghiệp. Bởi vì bác ấy sử dụng chiếc vang số siêu T3 của em thì bác rất hài lòng ưng ý với chất âm mà em đã làm. Cho nên rằng là khi mà làm chiếc vang số này thì cũng phải rất là cẩn thận ở trong cái chế độ dì vọt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9, 1, 2, 6, 9, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9. Thì rõ ràng cái chất âm của em làm thì nó khác rồi. Nó rõ ràng, sạch sẽ. Effect nó mềm mại. Và nó có tính chất tự nhiên nữa. Còn bây giờ các bác sẽ nghe lại cái cấu hình số 1 này. Để gọi cái 1 này.
làm cái effect mà nó không có tự nhiên ấy, thì chúng ta hát nó rất chán, còn chưa nói gì cái độ ồn, độ sáng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9. Cho nên là test thử để cho bác này, bác ấy có thể là nghe cái chất âm em làm. Rồi bác ấy có những cái đề nghị thay đổi về chế độ như thế nào thì bác ấy sẽ trao đổi với em, để em có thể làm cho bác này với một tính chất là nó theo sở thích của bác này. Bởi vì bác này bác ấy là một cái người mà cũng rất là chịu khó đầu tư về thiết bị âm thanh, sẵn sàng như vậy đầu tư những thiết bị cao cấp đắt tiền để mà phục vụ cho cái vấn đề mà nghe nhạc hay hát karaoke. Thì vừa rồi các bác cũng thấy được rằng là em test thử cái chất âm ở trên cái chiếc Vantasa V8 Pro để cho các anh em thấy được rằng là với một người mà ngồi tại chỗ căn chỉnh vẫn có thể đem lại được cho các anh em với một cái chất âm khá hay, mà thậm chí có khi còn được thưởng thêm tiền khi cài đặt vang số